những chướng ngại trong thiền định thâm sâu, trong tiếng Pali gọi là Nivarana. Theo nghĩa đen, chữ này có nghĩa là đóng cánh cửa hay chặn đường vào một cái gì. Và đây chính là công việc của những chướng ngại. Chúng ngăn chặn không cho bạn tiến vào các trạng thái thiền định thâm sâu hay các tầng thiền. Chúng cũng ngăn chặn hay làm suy nhược trí tuệ và làm vững mạnh vọng tưởng. Vì thế, nếu người ta muốn nói điều gì về những kẻ thù trong thiền định Phật giáo, người ta có thể nói rằng năm chướng ngại là kẻ thù chung số một. Chúng ngăn chặn không cho hành giả được giác ngộ. Và chính vì lý do này mà việc hiểu rõ năm chướng ngại và cách vượt qua chúng là điều tối quan trọng. Khi bạn không hiểu rõ chúng, thì bạn không thể vượt qua chúng được. Một vài vị thầy không giải thích được năm chướng ngại một cách đầy đủ, rõ ràng, nhất là những chướng ngại rất vi tế. Những chướng ngại vi tế đó ngăn cản không cho bạn tiến vào thiền định thâm sâu. Nếu bạn không cố gắng nhận diện chúng và vượt qua chúng, thì chúng sẽ khống chế tâm bạn. Bạn sẽ bị ngăn chặn, không hưởng được niềm hỷ lạc của tâm và không phát triển được những hiểu biết thâm sâu hơn về giác ngộ. Về mặt căn bản, thì những chướng ngại ấy đứng giữa bạn và sự giác ngộ. Khi bạn biết rõ chúng, bạn có cơ may vượt qua chúng. Nếu bạn chưa đạt đến các tầng thiền, điều đó có nghĩa là bạn chưa hiểu đầy đủ về năm chướng ngại. Nếu bạn đã đạt đến các trạng thái thâm sâu của thiền định, nghĩa là bạn đã vượt qua được những chướng ngại. Chỉ đơn giản có thế. Đức Phật đã gọi tên năm chướng ngại là tham dục Kama Chanda, sân hận Vijapada, hôn trầm Thinamita, trạo hối Udaka Kukuka và nghi Visikicha. Đây là thứ tự mà Đức Phật thường liệt kê chúng, và đây cũng sẽ là thứ tự mà tôi trình bày. Chướng ngại thứ nhất, tham dục. Kama Chanda hay tham dục đứng đầu danh sách những chướng ngại bởi vì tầm quan trọng của nó. Nó là chướng ngại lớn ngăn cản hành giả tiến sâu vào thiền định. Ít hành giả hiểu đầy đủ tầm mức ảnh hưởng của nó. Nó không chỉ là tham dục như người ta thường hiểu về từ này. Trước tiên, tiếng Pali Kama có nghĩa là bất cứ cái gì thuộc về năm giác quan: thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Chanda có nghĩa là thích thú hay đồng thuận với cái gì. Kết hợp từ kép Kama Chanda có nghĩa là thích thú, quan tâm, dính mắc vào thế giới của năm giác quan. Thí dụ, khi chúng ta đang hành thiền và nghe một âm thanh, tại sao chúng ta không thể làm ngơ như không biết đến nó? Tại sao nó lại quấy rầy ta như vậy? Nhiều năm trước đây ở Thái Lan, những ngôi làng quanh tu viện của chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc. Âm thanh từ những chiếc loa phóng thanh lớn đến nỗi hầu như chúng đã phá tan bầu không khí thanh tịnh của tu viện. Vì vậy, chúng tôi đã than phiền với vị thầy của chúng tôi là Ngài Ajahn Chah rằng tiếng ồn ào ấy đã quấy rầy việc hành thiền của chúng tôi. Vị thiền sư đã trả lời: không phải tiếng ồn quấy rầy các bạn, chính các bạn quấy rầy tiếng ồn. Trong thí dụ trên, tham dục là do tâm đã dính mắc với tiếng ồn. Cũng như vậy, khi sự đau nhức đôi chân làm việc hành thiền của bạn bị gián đoạn, có thể nói rằng không phải sự đau nhức quấy rầy bạn, mà chính bạn quấy rầy sự đau nhức. Vì bạn đã không tỉnh giác, nên bạn không thấy rằng sự nhận biết của bạn đã quay về cơ thể, khiến bạn trở lại quan tâm đến cảm giác đau nhức của cơ thể. Đó chính là tham dục đang hoạt động. Thật khó vượt qua tham dục bởi vì chúng ta quá dính mắc với năm giác quan và những hoạt động của chúng. Khi chúng ta dính mắc với bất cứ cái gì, ta thấy khó có thể buông nó ra. Để hiểu được sự dính mắc này, chúng ta cần khảo sát liên hệ giữa năm giác quan và thân thể của chúng ta. Người ta thường nói rằng năm giác quan có mặt là để bảo vệ thân thể của chúng ta. Nhưng tuệ giác sẽ cho bạn biết ngược lại rằng thân thể hiện hữu là để cung cấp một phương tiện cho năm giác quan
thể hiện trong thế giới. Bạn cũng nhận thấy rằng khi năm giác quan biến mất thì thân thể bạn cũng không còn. Buông bỏ cái này cũng có nghĩa là buông bỏ cái kia. Buông bỏ tham dục từ từ. Bạn không thể quyết định buông bỏ năm giác quan và cơ thể chỉ trong một lần nỗ lực của ý chí. Việc từ bỏ tham dục trong lúc hành thiền chỉ đạt được từ từ. Bạn bắt đầu bằng việc chọn một chỗ yên tĩnh và thoải mái để hành thiền. Bạn có thể ngồi trên ghế nếu việc ấy giúp bạn thoải mái hơn. Nên nhớ rằng ngay cả Đức Phật thỉnh thoảng cũng đã ngồi trên ghế. Khi lần đầu bạn nhắm mắt lại, bạn sẽ không có cảm giác gì nhiều về cơ thể. Cũng giống như khi bạn từ một phòng đầy ánh sáng bước vào đêm tối, phải mất vài phút bạn mới trông thấy rõ. Bạn cũng phải mất vài phút để nhận ra những cảm thọ về cơ thể. Vì thế, sau khi nhắm mắt vài phút, bạn mới có những điều chỉnh thế ngồi cuối cùng cho thích hợp. Chiều theo tham dục bằng cách này sẽ chế ngự nó được một lúc. Cơ thể của bạn sẽ cảm thấy thoải mái và năm giác quan được thỏa mãn, nhưng không lâu dài. Bạn phải dùng sự tự do thoải mái này để bắt đầu hướng tâm vượt ra khỏi tầm của năm giác quan. Bạn bắt đầu bằng sự tỉnh giác về giây phút hiện tại. Hầu hết, nếu không phải là tất cả, quá khứ và tương lai của chúng ta đều do những hoạt động của năm giác quan chiếm giữ. Ký ức của chúng ta đều thuộc về những cảm giác xúc chạm, thể chất, mùi vị, âm thanh, hương thơm hay hình sắc. Những kế hoạch làm việc của chúng ta vì vậy cũng chứa đầy chuyện liên hệ đến năm giác quan. Qua việc thực tập để đạt được sự tỉnh giác về giây phút hiện tại, chúng ta cắt đứt được phần lớn các tham dục. Giai đoạn hành thiền tiếp theo là tỉnh giác im lặng về giây phút hiện tại. Trong giai đoạn này, bạn từ bỏ mọi ý niệm. Đức Phật đã nhận diện một hình thái của tham dục được gọi là Kama Vitakha, nghĩa là nghĩ tưởng về thế giới của năm giác quan, dục tầm. Đối với người mới bắt đầu hành thiền, hình thái dục tầm rõ ràng nhất là tưởng tượng về dục lạc thể xác. Hành giả có thể tiêu hao rất nhiều giờ với hình thái dục tầm này, nhất là trong một khóa tu dài hạn. Chướng ngại này đối với sự tiến bộ trong thiền tập có thể vượt lên được bằng cách nhận thức qua tuệ quán hay đức tin rằng tự do hoàn toàn giải thoát khỏi sự ràng buộc của năm giác quan là tuyệt diệu và sâu đậm hơn những kinh nghiệm khoái lạc thể xác. Một vị tăng hay ni từ bỏ dục lạc không phải do sợ hãi hay đè nén, nhưng là do nhận thức được một cái gì cao thượng hơn. Ngay cả những ý nghĩ về bữa ăn trưa cũng thuộc về dục tầm. Những ý nghĩ này quấy phá sự tĩnh lặng. Một vài hành giả nhận thức rằng ghi nhận những cảm giác về thể chất, thí dụ nghĩ thầm về hơi thở đi vào, hay nghe một âm thanh, hay cảm thấy đau nhói, cũng thuộc về dục tầm và là một chướng ngại đối với sự tiến bộ. Lão Tử, một đại hiền triết của lão giáo, chỉ cho phép một đệ tử theo hầu ngài vào lúc đi bách bộ trong buổi chiều tà, bao lâu mà người đệ tử ấy giữ im lặng. Một buổi chiều kia, khi họ đi đến một ngọn núi, người đệ tử nhận xét: mặt trời lặn đẹp quá. Sau đó, lão Tử không bao giờ cho phép người đệ tử ấy theo hầu ngài nữa. Khi những đệ tử khác hỏi lý do tại sao như vậy, lão Tử giải thích: khi đồ đệ ấy nói mặt trời lặn đẹp quá, anh ấy đã không còn theo dõi mặt trời lặn, anh ta chỉ theo dõi ngôn từ. Đó là lý do tại sao bạn phải từ bỏ mọi ghi nhận, vì theo dõi ngôn từ không phải là tỉnh giác về điều mà tâm đang gắng sức mô tả một cách vô vọng. Trong lúc tỉnh giác im lặng về phút giây hiện tại, thế giới của năm giác quan bây giờ có vẻ như bị nhốt trong một cái lồng, không thể chạy lăng xăng hay tạo ra bất cứ một sự tổn hại nào. Tiếp đến, để có thể buông xả hoàn toàn năm giác quan cùng với cơ thể, bạn chọn lựa tập trung tỉnh giác vào một phần nhỏ của thế giới năm giác quan và loại trừ tất cả các phần còn lại.
bạn tập trung sự tỉnh thức vào cảm giác về hơi thở trong cơ thể, không quan tâm vào bất cứ một cảm giác nào khác, và cứ tiếp tục như thế. Hơi thở trở thành bàn đạp để bạn từ thế giới của năm dục bước vào cảnh giới của tâm thức. Khi bạn thành công trong việc hoàn toàn duy trì sự chú tâm vào hơi thở, bạn sẽ chú ý đến sự vắng bặt của mọi âm thanh. Bạn không bao giờ nhận ra giây phút thính giác ngưng động bởi vì bản chất của nó là mờ nhạt từ từ. Sự mờ nhạt ấy, cũng giống như sự biến mất của cơ thể, là một tiến trình chứ không phải là một biến cố. Thường thường, bạn khám phá ra điều đó khi bạn ôn lại quá trình hành thiền vào cuối buổi ngồi thiền, như tôi đã khuyên các bạn trong chương 2, và thấy rằng trong một khoảng thời gian nào đó, tâm của bạn không tiếp nhận bất cứ âm thanh nào. Bạn cũng nhận thấy rằng cơ thể của bạn cũng đã biến mất, rằng bạn đã không còn cảm giác về đôi bàn tay và cũng không nhận thấy có cảm giác nào từ đôi chân. Tất cả những gì bạn nhận biết là cảm thọ về hơi thở. Một vài hành giả trở nên hoảng hốt khi nhận thấy những bộ phận của cơ thể hầu như biến mất. Điều này chứng tỏ họ đã quá dính mắc với cơ thể của họ. Đây là tham dục đang hoạt động, làm cản trở tiến bộ trong việc hành thiền. Thường thường thì bạn sẽ mau chóng quen thuộc với những cảm giác với cơ thể đang mờ nhạt dần và bắt đầu cảm thấy thích thú trong sự tĩnh lặng tuyệt vời ngoài mơ ước của mình. Đó là sự tự do và hoan hỷ phát sinh từ buông xả, tiếp tục khuyến khích bạn từ bỏ mọi dính mắc của mình. Chẳng bao lâu, hơi thở cũng biến mất và định tướng diệu kỳ chan hòa tâm thức bạn. Chỉ khi tiến đến giai đoạn này, bạn mới hoàn toàn từ bỏ tham dục là sự dính mắc của bạn vào thế giới năm giác quan. Vì khi định tướng đã vững chắc thì năm giác quan bị dập tắt và cơ thể của bạn không còn hoạt động. Chiền cái thứ nhất và cũng là chướng ngại lớn nhất đã được vượt qua. Và điều này thật hạnh phúc tuyệt vời. Bạn đang ở ngưỡng cửa của các tầng thiền. Đây là phương pháp loại bỏ tham dục từ từ. Và đây cũng là lý do tại sao các giai đoạn hành thiền được giảng dạy theo cách này. Như Đức Phật đã dạy trong Những Chuyện Tiền Thân 4.173: càng từ bỏ thế giới của năm giác quan, các ông càng hưởng được nhiều hỷ lạc. Nếu các ông muốn hưởng trọn vẹn nguồn hỷ lạc, thì hãy từ bỏ hoàn toàn thế giới của năm giác quan. Chướng ngại thứ hai, sân hận. Chướng ngại thứ hai là sân hận, cũng là một chướng ngại lớn cho thiền định thâm sâu, nhất là đối với thiền sinh Tây Phương. Thông thường, ta hiểu về chướng ngại thứ hai này như là sự tức giận đối với người khác. Nhưng đó không phải là phạm vi bao quát của sân hận, bởi vì rất có thể đó là sự tức giận đối với chính bạn hay thậm chí đối với đối tượng hành thiền. Sân hận với chính bạn. Sân hận với chính bạn có thể biểu hiện bằng cách nó không cho phép bạn hưởng hỷ lạc, an bình hay thành công trong thiền tập. Có rất nhiều người mang những mặc cảm tội lỗi rất sâu đậm. Điều này phần lớn là một đặc điểm của người Tây Phương, do ở phương cách chúng tôi đã được nuôi dạy từ thuở nhỏ. Sân hận với chính bạn là cái mà bạn cần phải đề phòng trong lúc hành thiền. Nó có thể là chướng ngại chính đang ngăn chặn bạn, không cho bạn tiến sâu vào thiền định. Vấn đề này đã được nêu lên cho tôi biết nhiều năm trước đây, khi một trong những ni cô Tây Phương nói với tôi về việc hành thiền của cô. Thường thì cô tiến rất sâu vào thiền định, hầu như đã tiến gần đến các tầng thiền. Cô ấy nói, cô đã tiến đến ngưỡng cửa, và điều đã làm cô dừng lại là cảm giác rằng cô không xứng đáng được hưởng hạnh phúc này. Chính là cơn sân hận với bản thân mình đã chặn cô lại. Nó là sự do dự, không muốn cho phép cô được hưởng hạnh phúc. Tôi đã thấy điều này ở rất nhiều người. Từ đó đến nay, đôi khi việc hành thiền tiến triển rất an bình, lúc hạnh phúc bắt đầu xuất hiện, chúng ta nghĩ rằng
chắc chắn phải có gì trục trặc. Chúng ta nổi sân hận với chính mình, và rồi chúng ta không cho phép mình được hưởng hạnh phúc và giải thoát. Trong trường hợp của vị Nico, cô ấy thấy rất rõ rằng điều duy nhất cản trở cô tiến vào các tầng thiền là một hình thái vi tế của sân hận. Cô đã không nghĩ là cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhiều đến như vậy. Bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhiều như vậy. Tại sao không? Không có gì chống lại việc này cả. Có một số hỷ lạc trong thế gian này là bất hợp pháp, có một số khác thì vi phạm giới luật của Phật giáo, gây nên bệnh tật hay có những phản ứng phụ kinh khủng. Nhưng nhập vào các tầng thiền thì không có phản ứng phụ xấu nào cả. Và niềm hỷ lạc này cũng không phải bất hợp pháp. Và Đức Phật đã đặc biệt khích lệ thiền lạc. Nếu bạn nhìn kỹ vào cách bạn hành thiền, có thể bạn sẽ thấy bạn gặp chướng ngại sân hận, nhưng không phải giai đoạn cuối trước khi nhập vào các tầng thiền. Bạn gặp nó vào giai đoạn đầu của thiền tập, khi bạn không cho phép mình hưởng an lạc. Có lẽ bạn thích ngồi chịu đựng sự đau nhức hơn là hưởng an bình và hạnh phúc. Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, hỷ lạc và giải thoát. Sự sợ hãi hạnh phúc nội tâm chắc chắn là một dấu hiệu của mặc cảm tội lỗi. Khi một người bị cho là có tội, hình phạt thường theo sau, có thể do tòa tuyên án. Tội lỗi và hình phạt không thể tách rời trong nền văn hóa của chúng ta và trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy tội lỗi về điều gì, thì việc tiếp theo là chúng ta nghĩ đến sự tự trừng phạt mình, không cho chúng ta được hưởng một vài niềm vui, hạnh phúc hay tự do. Người Tây Phương cứ tiếp tục tìm hình phạt cho mình. Thật là điên rồ. Thiện chí với chính mình. Để vượt qua chướng ngại này, hãy thực tập từ bi quán. Hãy cho bạn được nghỉ ngơi. Hãy nói với chính mình: cánh cửa lòng ta đang mở rộng để đón ta. Ta cho phép ta được hưởng hạnh phúc. Ta cho phép ta được hưởng bình an. Ta có thiện chí với chính mình, có đầy đủ thiện chí để cho phép ta được bình an và hạnh phúc trong buổi thiền tập này. Nếu bạn cảm thấy khó trải rộng tâm từ bi với chính mình, hãy hỏi tại sao. Có thể có một mặc cảm tội lỗi đã ăn sâu vào tiềm thức và bạn vẫn chờ đợi một hình phạt. Bạn đã không cho phép mình được tha thứ vô điều kiện. Một nét đẹp của đạo đức Phật giáo là cho dù có người nào làm việc gì hại bạn hay họ đã làm việc ấy lâu dài đến đâu, dù chuyện ấy có bất công, độc ác hay không xứng đáng thế nào đi nữa cũng chẳng thành vấn đề. Bạn vẫn có thể tha thứ cho họ tuyệt đối. Tôi nghe thiên hạ nói rằng đôi lúc có những chuyện bạn không thể tha thứ được. Đó không phải là Phật giáo. Trong Phật giáo không có gì, tuyệt đối không có gì bạn không thể tha thứ. Vài năm trước đây, một người bị bệnh tâm thần đi vào một trường tiểu học ở Tô Cách Lan và giết rất nhiều trẻ em. Tại buổi lễ cầu nguyện sau khi vụ tàn sát xảy ra, một vị giáo sĩ đã cầu xin Chúa đừng tha thứ cho kẻ phạm tội ác này. Ông lập luận rằng có những việc bạn không thể tha thứ được. Tim tôi trùng xuống khi nghe một vị tu sĩ đã không chịu ban lời tha thứ và hướng dẫn phương cách hàn gắn nỗi đau đớn của mọi người sau tấn bi kịch này. Đối với Phật giáo, bạn có thể tha thứ bất cứ điều gì. Sự tha thứ của bạn có tác dụng chữa lành vết thương. Sự tha thứ của bạn giải quyết vấn đề cũ và không bao giờ tạo ra vấn đề mới. Nhưng bởi vì thái độ đầy định kiến của bạn đối với chính mình, bạn không thể tha thứ chính mình. Đôi lúc vấn đề ấy chôn sâu trong tiềm thức bạn. Đôi lúc bạn đã quên chuyện ấy. Bạn chỉ biết rằng có cái gì đó trong tiềm thức khiến bạn cảm thấy tội lỗi mà bạn không thể tha thứ được. Bạn có lý do để không cho phép mình được tự do, được hưởng cảnh giới định và giải thoát. Luôn sân hận đối với chính mình có lẽ là nguyên nhân chính khiến cho việc hành thiền của bạn không thành công. Hãy kiểm tra lại chuyện đó. Sân hận với đối tượng hành thiền. Sân hận với đối tượng hành thiền
là một vấn đề phổ biến đối với những người đã thực tập pháp quán niệm hơi thở mà chưa được thành công lắm. Tôi nói chưa bởi vì đó chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người sẽ thành công nếu họ theo đúng những sự chỉ dẫn. Nhưng nếu bạn chưa thành công, có thể bạn sẽ cảm thấy sân hận với việc hành thiền hay với đối tượng hành thiền. Có thể bạn ngồi xuống và nghĩ, ồ, ta phải làm chuyện này nữa. Việc này sẽ khó khăn, ta thật sự không muốn làm việc này. Ta phải làm việc này vì đây là việc thiền sinh phải làm. Ta phải trở thành một Phật tử tốt, và đây là việc mà Phật tử có bổn phận phải làm. Nếu bạn bắt đầu buổi thiền tập bằng sự sân hận với hành thiền, bạn làm nhưng không thấy thích thú, thì việc thiền tập sẽ không thành công. Bạn đang đặt một chướng ngại ngay trước mặt bạn đấy. Tôi yêu hành thiền. Tôi rất vui thích khi thiền tập. Có một lần tôi hướng dẫn một khóa thiền ẩn cư. Tôi nói với các sư huynh đệ của tôi khi đến nơi rằng, tuyệt quá, một khóa thiền ẩn cư. Mỗi sáng tôi thức dậy sớm, thực tâm mong đợi buổi thiền tập. Ồ, ta đang dự khóa thiền ẩn cư. Ta không phải làm tất cả những công việc khác mà ta vẫn thường làm trong tu viện. Tôi yêu hành thiền hết sức và tôi có nhiều thiện chí đối với thiền tập, đến nỗi không bao giờ tôi có chút xíu ác cảm nào với thiền. Cơ bản là vì tôi là một người ghiền hành thiền. Và nếu bạn có thái độ như vậy, thì bạn sẽ thấy rằng tâm của bạn chạy ùa tới thiền tập. Như Đức Phật đã dạy, Tăng Chi Bộ Kinh 9:41. Tôi thích dùng ví dụ này. Bạn đang đi xuống phố thì thấy một người bạn thân cũ ở phía bên kia đường. Hai người đã từng có những thời gian thân ái bên nhau. Dù bạn đang đi đâu hay đang dự định làm việc gì đi nữa cũng không thành vấn đề. Thế nào bạn cũng phải chạy băng qua đường, không gì cản nổi, để bắt tay người bạn thân và ôm chầm mừng rỡ. Nào, chúng ta đi uống cà phê nhé. Nếu tôi bị trễ hẹn cũng không sao. Lâu quá không gặp bồ. Đi nào, chúng mình sẽ ngồi nói chuyện với nhau một lát nhé. Hành thiền cũng giống như một người bạn thân cũ mà bạn muốn ở bên cạnh một thời gian. Bạn muốn bỏ tất cả mọi chuyện khác. Nếu tôi thấy bóng dáng thiền tập xa một dặm trước mặt, tôi sẽ chạy ùa đến, ôm chầm lấy nó và đưa nó đi uống cà phê một nơi nào đó. Về phần đối tượng thiền tập là hơi thở, tôi và hơi thở đã thân thiết với nhau biết bao lần. Chúng tôi là đôi bạn tuyệt vời nhất. Nếu bạn xem hơi thở với thiện chí như vậy, bạn sẽ hiểu tại sao bạn có thể theo dõi hơi thở rất dễ dàng trong buổi thiền tập. Dĩ nhiên, ngược lại là khi bạn biết mình phải kết thân với cái hơi thở kỳ quái này và bạn không thích nó. Bạn đã gặp rất nhiều khó khăn với hơi thở này. Bạn thấy nó đang đến từ bên kia đường và bạn nghĩ, trời ơi, nó lại đến nữa rồi. Bạn muốn thụt cổ xuống và trốn sau cột đèn để nó đừng nhìn thấy bạn. Bạn chỉ muốn trốn chạy. Thật không may là nhiều người đã phát triển lòng sân hận như thế đối với hơi thở. Nếu không chỉ rõ điều này cho họ thì họ xem việc hành thiền như làm công việc trong nhà. Làm việc này chẳng vui vẻ gì cả. Hành thiền trở thành một việc giống như tập thể dục dụng cụ. Nếu không mệt nhọc thì không có kết quả. Bạn tập nâng quả tạ cho đến khi bạn cảm thấy đau nhức thật sự. Bởi vì bạn nghĩ rằng cách này bạn có thể đạt được mục đích nào đó. Nếu đó là cách bạn suy nghĩ khi hành thiền thì bạn không có hy vọng thành công. Vì vậy, hãy nuôi dưỡng thiện chí với đối tượng hành thiền. Hãy tự lập chương trình để cảm thấy vui thích lúc hành thiền. Hãy suy nghĩ, ồ, tuyệt vời! Tất cả những gì ta cần làm là ngồi xuống và không làm gì cả. Không phải xây cất, không viết thư, không gọi điện thoại. Ta chỉ cần ngồi đây với người bạn cũ rất tốt là hơi thở của ta. Nếu bạn có thể làm như vậy, bạn đã buông bỏ được chướng ngại sân hận và bạn phát triển được điều ngược lại. Đó là lòng từ bi đối với hơi thở của bạn. Tôi dùng phương pháp sau đây để vượt qua bất cứ nỗi sân hận nào đối với hơi thở của mình.
Tôi nhìn hơi thở của tôi như nhìn một đứa con sơ sinh. Bạn có muốn để con bạn ở một khu vực mua sắm và rồi bỏ quên nó? Bạn có muốn đánh rơi con bạn khi bạn đang đi trên đường? Bạn có muốn không nhìn thấy nó trong một thời gian khá lâu? Tại sao chúng ta không thể giữ được sự chú tâm vào hơi thở? Một lần nữa, chỉ vì chúng ta thiếu lòng từ ái đối với hơi thở, chúng ta không thích nó, chúng ta không biết đúng giá trị của nó. Nếu bạn biết rõ giá trị của hơi thở, cũng như giá trị đứa con của bạn hay một người nào khác hết sức thân yêu đối với bạn, và lại rất dễ bị tổn thương, bạn sẽ không bao giờ đánh rơi, bỏ quên hay từ bỏ nó. Bạn sẽ luôn luôn quan tâm đến nó. Nhưng nếu bạn có lòng sân hận đối với hơi thở, bạn sẽ thấy tâm chạy rong chơi đâu đó và quên mất hơi thở. Bạn đang tìm cách vứt bỏ nó bởi vì bạn không thích nó. Đó là lý do tại sao bạn đánh mất đối tượng thiền tập. Tóm lại, sân hận là một chướng ngại, và bạn vượt qua chướng ngại này bằng lòng từ bi đối với người khác, tha thứ chính mình, từ ái với đối tượng hành thiền, thiện chí đối với thiền tập và thân thiện đối với hơi thở. Bạn cũng có thể có lòng từ ái đối với sự im lặng và phút giây hiện tại. Khi bạn quan tâm chăm sóc những người bạn này ở trong tâm mình, bạn vượt qua được bất cứ ác cảm nào với những đối tượng thiền tập. Khi bạn có lòng từ ái với đối tượng thiền tập, bạn không cần tốn nhiều công sức để giữ vững hơi thở. Bạn yêu nó đến nỗi bạn kết thân với nó mà không cần nỗ lực nào cả. Bây giờ, chúng ta trở về với ba chướng ngại còn lại: hôn trầm, trạo hối và nghi. Chướng ngại thứ ba, hôn trầm. Chướng ngại thứ ba là hôn trầm. Tôi không cần phải mô tả chi tiết chướng ngại này, bởi vì tôi chắc chắn là tất cả chúng ta đều biết nó quá rõ qua kinh nghiệm thiền tập của chúng ta. Chúng ta ngồi thiền và không thật sự biết chúng ta đang theo dõi cái gì. Không biết là chúng ta đang theo dõi phút giây hiện tại, sự im lặng, hơi thở hay bất cứ cái gì khác. Chỉ vì tâm chúng ta ể oải lờ đờ, như thể không có chút ánh sáng nào bật lên bên trong tâm thức, tất cả đều xám xịt và mập mờ. Hòa giải với hôn trầm. Phương cách hữu hiệu và sâu sắc nhất để vượt qua hôn trầm là hòa giải với tâm trạng ể oải lờ đờ và ngưng chống cự lại nó. Khi tôi còn là một tăng sinh trẻ tuổi tại những tu viện trong rừng sâu của Thái Lan, tôi cảm thấy buồn ngủ trong buổi hành thiền vào lúc 3 giờ 15 sáng. Tôi đã đấu tranh thật nhọc nhằn để chiến thắng tâm trạng ể oải lờ đờ. Tôi thường thất bại. Nhưng khi tôi thành công vượt qua được cơn buồn ngủ, thì lại cảm thấy tâm bất an. Vì vậy, tôi phải cố gắng làm lắng dịu tâm bất an, và rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến. Buổi thiền tập của tôi giống như quả lắc đồng hồ, lắc qua, lắc lại giữa hai thái cực và không bao giờ tìm được sự quân bình. Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu được những gì đã xảy ra. Đức Phật chủ trương nghiên cứu tìm hiểu chứ không nên chiến đấu chống cự. Vì vậy tôi đã tìm hiểu xem cơn hôn trầm của tôi xuất phát từ đâu. Tôi đã ngồi thiền từ 3 giờ 15 sáng, đã ngủ rất ít, đã bị suy dinh dưỡng. Tôi là một tăng sĩ người Anh đang ở trong một khu rừng hoang nhiệt đới nóng bức. Bạn mong đợi gì trong trường hợp này? Tâm trạng ể oải lờ đờ là kết quả của những nguyên nhân tự nhiên. Tôi buông xả điều đó và hòa giải với cơn buồn ngủ của mình. Tôi ngưng chống cự và để đầu gục xuống ngủ. Ai biết được, thậm chí có lẽ tôi đã ngáy nữa. Khi tôi ngưng chống cự hôn trầm thì nó không kéo dài lâu lắm. Hơn nữa, khi cơn buồn ngủ đã qua, tôi cảm thấy bình yên và tâm không còn bất an nữa. Tôi đã tìm được sự quân bình cho quả lắc đồng hồ của tôi, và từ đó trở đi, tôi có thể theo dõi hơi thở dễ dàng. Trạng thái ể oải lờ đờ trong lúc hành thiền là kết quả của một cái tâm mệt mỏi, thường thường do làm việc thái quá.
Chống cự lại tình trạng đó càng làm cho bạn kiệt sức. Nghỉ ngơi giúp tâm phục hồi được năng lượng. Để hiểu tiến trình này, tôi sẽ giới thiệu hai phần của tâm: tâm nhận biết và tâm tạo tác. Tâm nhận biết là phần tâm thụ động, chỉ biết nhận thông tin. Tâm tạo tác là phần tâm chủ động, biết đáp ứng sự đánh giá, suy nghĩ và kiểm soát. Tâm nhận biết và tâm tạo tác cùng chia sẻ chung một nguồn năng lượng tinh thần. Như vậy, khi bạn làm việc quá nhiều, khi bạn có lối sống quá bận rộn và phải vật lộn để tồn tại, tâm tạo tác đã tiêu thụ phần lớn năng lượng tinh thần của bạn, chỉ còn để lại chút đỉnh cho tâm nhận biết. Khi tâm nhận biết đói năng lượng tinh thần, thì bạn sẽ cảm thấy ể oải, lờ đờ. Vài năm trước đây, trong một khóa tu thiền ẩn cư ở Sydney, một thiền sinh đến muộn. Bà là một người làm công tác lãnh đạo đầy căng thẳng. Trong buổi thiền tập đầu tiên tối hôm đó, tâm trí của bà ấy đờ đẫn như một xác chết. Tôi đã giảng cho bà ấy một bài đặc biệt nói về phương pháp vượt qua hôn trầm. Tôi bảo bà ấy hãy nghỉ ngơi. Trong 3 ngày tiếp theo, bà ấy ngủ vùi cho đến sáng. Sau khi ăn sáng xong lại vào phòng ngủ tiếp. Và sau khi ăn trưa lại ngủ thêm một giấc dài. Thật là một thiền sinh xuất sắc. Sau 3 ngày không chiến đấu chống cự, gần như không tiêu phí chút năng lượng tinh thần nào cho tâm tạo tác, nhưng đã dồn hết năng lượng cho tâm nhận biết. Tâm của bà ấy tươi sáng trở lại. Trong 3 ngày tiếp theo, bà đã bắt kịp với mọi người trong nhóm theo bước tiến bộ của các giai đoạn thiền tập. Cuối khóa thiền ẩn cư, bà đã tiến lên dẫn đầu và là một trong những thiền sinh ngôi sao của khóa tu ấy. Phương cách hữu hiệu và sâu sắc nhất để vượt qua hôn trầm là ngừng chiến đấu chống cự lại tâm bạn. Hãy ngừng cố gắng thay đổi mọi việc. Thay vào đó, hãy để mọi việc diễn tiến tự nhiên. Hãy hòa giải với hôn trầm, đừng gây chiến với nó. Rồi năng lượng tinh thần của bạn sẽ được giải phóng để tuôn chảy vào tâm nhận biết. Cơn hôn trầm sẽ tự nhiên biến mất. Trân trọng giá trị của tỉnh giác. Một phương cách khác để vượt qua hôn trầm là trân trọng giá trị của tỉnh giác. Tất cả truyền thống Phật giáo đều nói rằng đời sống con người là giá trị và quý báu, nhất là đời sống như hiện nay khi bạn đã được gặp Phật Pháp. Giờ đây bạn có được cơ hội thực hành. Có lẽ bạn không nhận thức được bạn đã trải qua bao nhiêu kiếp và tích lũy bao nhiêu công đức để hôm nay bạn mới đến được đây. Bạn đã đầu tư thiện nghiệp rất nhiều kiếp mới đến gần với chánh pháp như thế này. Nhớ lại như vậy sẽ giúp bạn giảm bớt khuynh hướng hôn trầm và gia tăng khuynh hướng tỉnh giác sáng suốt. Con đường hành thiền đôi lúc đưa bạn đến 2 ngã đường. Đường bên trái đưa bạn đến hôn trầm, trong lúc đường bên phải dẫn bạn đến tỉnh giác sáng suốt. Với kinh nghiệm, bạn sẽ nhận ra 2 ngã đường này. Đây là thời điểm trong thiền tập khi bạn có thể chọn lựa con đường đi đến hôn trầm hay xa lộ đưa đến yên lặng tỉnh giác. Chọn con đường bên trái, bạn từ bỏ cả tâm tạo tác lẫn tâm nhận biết. Chọn con đường bên phải, bạn buông bỏ tâm tạo tác nhưng vẫn giữ lại tâm nhận biết. Khi bạn coi trọng tỉnh giác, bạn sẽ tự động chọn con đường bên phải đưa đến tỉnh giác sáng suốt. Hôn trầm và sân hận. Đôi lúc, hôn trầm là kết quả của sân hận, là chướng ngại thứ hai. Trước đây, tôi thường đi thăm viếng các trại tù để giảng dạy thiền. Tôi thường nghe câu cách ngôn của trại tù như sau: ngủ thêm 1 giờ là bớt được bản án 1 giờ. Những người không thích nơi mình đang sống sẽ tìm cách trốn thoát bằng giấc ngủ. Cũng vậy, những thiền sinh dễ dàng có ý tưởng tiêu cực thường có khuynh hướng rơi vào hôn trầm. Sân hận chính là vấn đề. Tại tu viện của chúng tôi ở Thái Lan, mỗi tuần 1 lần chúng tôi hành thiền suốt đêm.
Trong những buổi thiền tập suốt đêm ấy, cơn hôn trầm thường xảy đến với tôi 1 hoặc 2 giờ sau nửa đêm. Vì đó là năm đầu tiên tôi trở thành một tu sĩ. Tôi nhớ lại rằng chưa đầy 12 tháng trước đây, tôi đã thức suốt đêm trong các buổi dạ tiệc, những buổi hòa nhạc kích động và các câu lạc bộ. Tôi nhớ lại là tôi không bao giờ cảm thấy buồn ngủ khi tôi nghe nhạc ở câu lạc bộ The Door vào lúc 2 giờ sáng. Tại sao? Rõ ràng là khi bạn thích những việc bạn đang làm thì bạn sẽ không có khuynh hướng buồn ngủ. Nhưng khi bạn không thích công việc bạn đang làm thì cơn buồn ngủ sẽ kéo đến. Tôi đã không thích những buổi ngồi thiền suốt đêm ấy. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng ngu ngốc. Tôi ngồi là vì bị bắt buộc phải làm như vậy. Tôi cảm thấy sân hận. Và đó là nguyên nhân của cơn buồn ngủ của tôi. Khi tôi thay đổi thái độ và đặt niềm vui vào buổi ngồi thiền suốt đêm, tìm cách làm cho nó trở thành chuyện vui thú, thì cơn buồn ngủ hiếm khi xảy ra. Vì vậy, bạn phải tìm hiểu xem cơn buồn ngủ của bạn có phải là kết quả của một vấn đề về thái độ của bạn đối với hành thiền. Đó là thái độ sân hận. Sử dụng sự sợ hãi. Khi tôi còn là một cư sĩ, tôi đã dự một khóa thiền Zen ẩn cư ở miền Bắc nước Anh. Đó là một buổi sáng tinh sương, thiền đường lạnh cống. Mọi người đều quấn mền quanh mình. Khi bạn ngồi thiền với một cái mền bên cạnh thì bạn có khuynh hướng dễ buồn ngủ. Vị thiền sư đi lên đi xuống với một cây gậy trong tay và anh chàng ngồi cạnh tôi bắt đầu gục xuống liền bị đánh một gậy. Cơn buồn ngủ của mọi người bỗng nhiên biến mất ngay sau đó. Chúng ta chỉ cần một người bị đánh và thế là đủ. Vấn đề là nỗi sợ hãi làm tôi tỉnh ngủ vẫn còn ở lại trong tôi và ngăn cản bước tiến xa hơn. Kinh nghiệm dạy rằng bạn không thể làm phát sinh những tâm hành thiện như an bình và buông xả bằng cách sử dụng những phương pháp như gây sợ hãi hay bạo động. Trong truyền thống sơn lâm xưa cũ của miền Đông Bắc Thái Lan, các vị sư thường hành thiện ở những nơi nguy hiểm như ở những chỗ ngồi trên cây cao, bên bờ vực thẳm hay trong những rừng hoang đầy cọp dữ. Những vị sư còn sống sót nói rằng họ đã hành thiền rất tốt. Nhưng bạn không bao giờ nghe tin tức về những vị một đi không trở lại. Chướng ngại thứ tư, trạo hối, bất an và hối hận. Chướng ngại tiếp theo là trạo hối, là một trong những chướng ngại vi tế nhất. Yếu tố chính của chướng ngại này là sự bất an trong tâm. Nhưng trước hết, tôi xin nói sơ qua về vấn đề hối hận. Hối hận. Hối hận là kết quả của những việc làm hay lời nói của bạn đã gây tổn thương cho người khác. Nói cách khác, đó là kết quả của cách cư xử sai lầm. Nếu có một niềm hối hận nào hiện ra trong tâm bạn lúc ngồi thiền, thay vì suy ngẫm về nó, thì bạn hãy tha thứ cho chính mình. Ai cũng có lúc lầm lỗi. Người trí tuệ không phải là người không bao giờ phạm lỗi lầm, nhưng là người biết tha thứ cho mình và rút ra bài học từ những sai lầm đó. Một số người có rất nhiều điều hối hận, đến nỗi họ nghĩ là họ không bao giờ được giác ngộ. Câu chuyện tên giết người Angulimala là một chuyện nổi tiếng trong kinh điển Phật giáo. Trung Bộ Kinh 86. Angulimala là một tên giết người hàng loạt. Hắn đã giết 999 người. Hắn cắt một ngón tay của mỗi nạn nhân của hắn và làm thành một chuỗi sâu đeo quanh cổ. Nạn nhân thứ 1000 của hắn sẽ là Đức Phật. Và dĩ nhiên, hắn không thể giết một vị Phật. Thay vào đó, Đức Phật đã giết hắn, giết cái lối sống hung ác của hắn, giết những phiền não cấu uế của hắn. Và Angulimala đã trở thành một tu sĩ Phật giáo. Ngay cả một kẻ giết người hàng loạt như Angulimala cũng có thể đạt đến các tầng thiền và được giác ngộ hoàn toàn. Vậy bạn đã từng giết ai chưa? Bạn có phải là một tên giết người hàng loạt không? Có lẽ bạn chưa bao giờ làm những điều như thế. Nếu những kẻ giết người như vậy mà cũng có thể giác ngộ, thì chắc chắn bạn cũng có thể giác ngộ.
Cho dù bạn đã làm những điều tệ hại trong quá khứ và dù bạn cảm thấy hối hận đến đâu, hãy luôn luôn nhớ đến Angulimala, rồi bạn sẽ không cảm thấy mình quá tệ hại. Tha thứ và buông bỏ quá khứ sẽ giúp bạn vượt qua được niềm hối hận. Bất an. Bất an phát sinh bởi vì chúng ta không biết bằng lòng với cái mình đang có. Chúng ta không công nhận niềm vui sướng đơn thuần lúc ta không phải làm công việc gì cả. Ta có cái tâm thích vạch lá tìm sâu hơn là cái tâm biết thưởng thức những gì có sẵn trong hiện tại. Bất an trong lúc hành thiền luôn luôn là một dấu hiệu không tìm thấy niềm vui với những gì mình đang có trong hiện tại. Chúng ta có tìm được niềm vui hay không tùy thuộc vào phương cách chúng ta rèn luyện nhận thức của mình. Điều này nằm trong khả năng của chúng ta muốn thay đổi cách nhìn của chúng ta về mọi vật. Chúng ta có thể nhìn thấy một ly nước và nhận thấy nó rất đẹp, hay chúng ta có thể nghĩ rằng nó chỉ bình thường. Trong lúc hành thiền, chúng ta có thể cảm thấy hơi thở đều đều và chỉ là hơi thở như thường lệ. Hay chúng ta có thể thấy hơi thở rất đẹp và độc đáo. Nếu chúng ta nhìn hơi thở như một cái gì thật quý báu, thì chúng ta sẽ không cảm thấy bất an. Chúng ta sẽ không đi lanh quanh tìm cái gì khác. Đó chính là bất an, cứ đi lanh quanh tìm một cái gì khác để làm, cái gì khác để nghĩ, một nơi nào khác để đi. Bất cứ nơi nào, trừ bây giờ và ở đây. Bất an là một trong những chướng ngại lớn, cùng với những dục vọng về giác quan. Bất an làm bạn rất khó ngồi yên được trong một thời gian dài. Tôi bắt đầu hành thiền bằng việc tỉnh thức về giây phút hiện tại, chỉ để vượt qua sự bất an thô lỗ như đang nói với tôi. Ta muốn đi chỗ khác, chứ không muốn ở đây ngay bây giờ. Cho dù chỗ này là gì đi nữa, cho dù bạn làm cho chỗ này thoải mái đến đâu, bất an sẽ luôn luôn nói là vẫn chưa được tốt. Nó nhìn vào cái tọa cụ của bạn và nói lớn quá hay nhỏ quá, quá cứng và quá rộng. Nó nhìn vào trung tâm tu thiền ẩn cư và nói chưa được tốt. Chúng ta phải có 3 bữa ăn một ngày. Chúng ta phải có người dọn dẹp phòng. Tâm bằng lòng là trái ngược với cái tâm vạch lá tìm sâu. Bạn cần phải gắng hết sức phát triển nhận thức để có thể bằng lòng với bất cứ cái gì bạn có và bằng lòng ở bất cứ nơi nào. Hãy cảnh giác với thái độ vạch lá tìm sâu trong lúc hành thiền. Đôi lúc bạn có thể suy nghĩ mình sẽ không tiến sâu được. Mình đã ngồi đây theo dõi giây phút hiện tại quá lâu và mình sẽ chẳng đi đến đâu cả. Ý tưởng đó chính là nguyên nhân của bất an. Theo ý kiến của bạn, việc hành thiền diễn tiến như thế nào cũng không thành vấn đề. Hãy tuyệt đối hài lòng với nó và nó sẽ tiến sâu hơn. Nếu bạn không hài lòng với sự tiến bộ của mình, bạn chỉ làm cho nó tệ hại hơn. Vì vậy, hãy tập hài lòng với phút giây hiện tại. Hãy quên các tầng thiền. Chỉ cần hài lòng khi được ở đây và bây giờ. Khi tâm hài lòng trở nên sâu lắng hơn, nó sẽ thật sự đưa bạn lên cảnh giới của các tầng thiền. Hãy theo dõi sự im lặng và hài lòng với sự im lặng. Nếu bạn thật sự hài lòng, bạn không cần phải nói gì cả. Phải chăng phần lớn những suy nghĩ nội tâm mang bóng dáng của lời than phiền, tìm cách thay đổi sự việc hay muốn làm cái gì khác, hay trốn thoát vào thế giới của tư tưởng hoặc ý niệm? Suy nghĩ trong lúc hành thiền chứng tỏ thiếu hài lòng. Nếu bạn thật sự hài lòng, bạn sẽ ngồi yên lặng. Hãy xem thử bạn có thể hài lòng với mức độ sâu lắng, bởi vì đó là liều thuốc chữa tâm bất an. Ngay cả nếu cơ thể bạn đau nhức và bạn cảm thấy không được khỏe, bạn có thể thay đổi nhận thức và xem điều đó như một cái gì thật hấp dẫn hay thật đẹp. Hãy xem thử bạn có thể hài lòng với cảm giác đau nhức không? Hãy xem thử bạn có thể làm cho điều đó xảy ra không? Một đôi lần trong cuộc đời tu sĩ của tôi,
tôi đã từng bị đau nhức rất trầm trọng. Thay vì tìm cách trốn thoát nó, nghĩa là tâm bất an, tôi xoay chuyển tâm mình và hoàn toàn chấp nhận cơn đau nhức và hài lòng với nó. Tôi thấy rằng ta có thể hài lòng ngay cả với cơn đau nhức trầm trọng. Nếu bạn có thể làm như vậy, phần tệ hại nhất của cơn đau biến mất cùng với cảm giác bất an. Không có ý muốn tìm cách thoát khỏi cơn đau, bạn vẫn hoàn toàn cảm thấy cơn đau. Tâm trạng bất an kèm theo cơn đau có lẽ là phần tệ hại nhất. Tìm cách thoát khỏi tâm trạng bất an bằng sự hài lòng, và thậm chí bạn có thể vui đùa với cơn đau nhức của bạn. Phát triển tâm hài lòng với bất cứ cái gì bạn đang có, giây phút hiện tại, sự im lặng, hơi thở. Dù bạn đang ở bất cứ nơi nào, hãy phát triển tâm hài lòng. Và từ cái tâm hài lòng đó, từ ngay chính tâm điểm của sự hài lòng, bạn sẽ thấy việc hành thiền của bạn càng lúc càng thâm sâu hơn. Vậy nếu bạn từng cảm thấy bất an, hãy nhớ chữ hài lòng. Tâm hài lòng sẽ tìm kiếm cái gì đúng và giữ cho bạn được yên tĩnh. Nhưng tâm bất an luôn luôn biến bạn thành nô lệ. Có một ví dụ mà Đức Phật đã dùng. Trung Bộ Kinh 39, 14. Tâm bất an cũng giống như có một ông chủ hay bà chủ độc tài luôn luôn bảo bạn: hãy đi lấy cái này, hãy đi làm việc kia, cái đó không đúng, hãy chùi rửa cho sạch hơn, và không bao giờ cho bạn nghỉ ngơi một lát. Kẻ độc tài đó là cái tâm thích vạch lá tìm sâu. Hãy chế ngự kẻ độc tài này bằng tâm hài lòng. Sau khi bạn đã vượt qua được những hình thái tổng quát của tâm trạng bất an, có một hình thái rất tinh tế thường xảy ra ở những giai đoạn hành thiền thâm sâu hơn. Tôi muốn nói đến thời điểm lần đầu tiên bạn thấy được định tướng. Bởi tâm bất an, bạn không thể để yên định tướng. Bạn làm rối lên với nó. Bạn không hài lòng với định tướng như nó xuất hiện ngay lúc này. Bạn muốn cái gì hơn thế nữa? Bạn bị kích động. Tâm bất an là một trong những chướng ngại có thể phá hoại định tướng dễ dàng. Bạn đã đến nơi, bạn không cần phải làm gì thêm. Chỉ cần để yên định tướng. Hãy hài lòng với nó và nó sẽ tự phát triển. Hài lòng là như vậy. Hoàn toàn không làm gì cả. Chỉ ngồi đó ngắm định tướng nở hoa thành cảnh giới định. Nếu phải mất 1 giờ, nếu phải mất 5 phút, nếu nó không bao giờ xảy ra, bạn vẫn hài lòng. Đó là cách tiến vào cảnh giới định. Nếu định tướng đến rồi đi, đó là dấu hiệu của tâm bất an. Nếu bạn có thể giữ vững sự chú tâm một cách tự nhiên, thì bạn đã vượt qua được tâm bất an. Chướng ngại thứ 5, nghi ngờ. Chướng ngại cuối cùng được gọi là nghi ngờ. Có thể đó là nghi ngờ về lời giảng dạy, về vị thầy, hay nghi ngờ chính bản thân bạn. Đối với việc nghi ngờ lời giảng dạy, đến giờ phút này, ắt hẳn bạn phải có đủ niềm tin rằng hành thiền đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Có lẽ bạn cũng đã trải nghiệm được nhiều kết quả tốt đẹp ấy. Hãy để cho những kinh nghiệm tích cực ấy làm vững mạnh niềm tin của bạn rằng hành thiền là việc ích lợi đáng làm. Ngồi thiền, phát triển tâm trong tĩnh lặng, nhất là phát triển tâm trong cảnh giới định, tất cả đều vô cùng lợi ích, xứng đáng cho chúng ta thực hành. Nó sẽ cho chúng ta sự sáng suốt, hạnh phúc và hiểu được những lời dạy của Đức Phật. Đối với các vị thầy, họ cũng giống như những huấn luyện viên của các đội thể thao. Công việc của họ là dạy lại từ những kinh nghiệm của họ, và quan trọng hơn là khơi nguồn cảm hứng cho học viên của họ bằng lời nói và việc làm. Nhưng trước khi bạn đặt niềm tin vào một vị thầy, hãy kiểm tra họ. Hãy quan sát hành vi của họ và tự bạn nhận xét xem họ có thực hành những điều họ giảng dạy không. Nếu họ thực sự biết những gì họ nói, thì họ phải là người có đạo đức, biết giữ giới luật và khơi nguồn cảm hứng cho người khác. Chỉ khi nào vị thầy hướng dẫn bằng cách nêu gương,
đó là nêu gương tốt, thì bạn mới nên đặt niềm tin vào vị thầy đó. Tự nghi ngờ bản thân, nghĩa là nghĩ rằng ta là kẻ hết hy vọng, ta không thể làm việc này, ta là kẻ vô dụng. Ta chắc chắn rằng mọi người khác hành thiền đều đạt đến cảnh giới định và đều đã giác ngộ, trừ ta. Việc này có thể vượt qua được nhờ sự giúp đỡ của một vị thầy có khả năng khơi nguồn cảm hứng cho bạn và khuyến khích bạn. Nhiệm vụ của vị thầy là nói: vâng, bạn có thể đạt được tất cả những điều đó. Nhiều người đã đạt được, tại sao bạn lại không chứ? Hãy tự khuyến khích mình, hãy có niềm tin rằng bạn có thể đạt được những gì bạn muốn. Thật ra, nếu bạn có đầy đủ quyết tâm và tự tin, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bạn thành công. Chỉ có những người bỏ cuộc là những người thất bại. Nghi ngờ có thể hướng về những gì bạn đang trải nghiệm ngay lúc này. Cái gì đây? Đây có phải là nhập định không? Đây có phải là tỉnh giác về giây phút hiện tại không? Những nghi ngờ ấy đều là chướng ngại. Chúng không thích hợp trong lúc hành thiền. Chỉ cần làm cho tâm bạn hết sức an bình. Hãy buông thư và vui hưởng niềm an lạc. Sau đó, bạn có thể duyệt lại buổi thiền tập và hỏi: đó là gì nhỉ? Điều đó quả thật rất thú vị. Lúc ấy, cái gì đã xảy ra? Đó là lúc bạn tìm hiểu xem những gì bạn đã trải nghiệm có phải là cảnh giới định không? Nếu trong lúc hành thiền, ý tưởng "đây có phải là cảnh giới định không?" hiện lên trong trí bạn, thì đó không phải là cảnh giới định. Những ý tưởng như thế không thể hiện ra trong giai đoạn tâm chìm sâu trong tĩnh lặng. Chỉ sau đó, khi bạn duyệt lại những trạng thái ấy, bạn mới có thể nhìn lại và nói: à, đó là cảnh giới định. Nếu bạn gặp phải bất cứ khó khăn nào trong lúc hành thiền, hãy ngừng lại và tự hỏi: chướng ngại nào đây nhỉ? Hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Một khi bạn biết được nguyên nhân, bạn có thể nhớ lại cách giải quyết và áp dụng. Nếu đó là dục vọng về giác quan, chỉ cần từ từ xoay chuyển sự chú ý khỏi năm giác quan và đưa sự chú ý trở về với hơi thở hay trở về với tâm. Nếu điều đó là sân hận, hãy khởi tâm từ bi. Đối với hôn trầm thụy miên, hãy nhớ giá trị của tỉnh thức. Nếu đó là bất an hay hối hận, hãy nhớ hài lòng, hài lòng, hài lòng, hay thực tập tha thứ. Và nếu đó là nghi ngờ, hãy tỏ lòng vững tin và tìm nguồn cảm hứng trong những lời giảng dạy. Bất cứ lúc nào bạn hành thiền, hãy áp dụng những cách giải quyết ấy một cách có phương pháp. Bằng cách đó, những chướng ngại bạn gặp phải sẽ không tạo ra những cản trở lâu dài. Đó là những điều bạn có thể nhận ra, vượt qua và tiến lên phía trước. Xưởng chế tác những chướng ngại. Sau khi đã thảo luận riêng rẽ năm chướng ngại, bây giờ tôi sẽ chỉ rõ rằng tất cả đều xuất phát từ một nguồn. Chúng phát sinh từ sức khống chế bên trong tâm bạn, khiến nó không chịu buông xả mọi việc. Những thiền sinh không thể vượt qua được các chướng ngại bởi vì họ đã tìm kiếm chúng không đúng chỗ. Để thành công trong hành thiền, điều quan trọng là phải hiểu rằng những chướng ngại phải được nhìn thấy đang hoạt động trong khoảng cách giữa tâm nhận biết và đối tượng của nó. Nguồn gốc của chướng ngại là tâm tạo tác. Kết quả là thiếu sự tiến bộ. Nhưng xưởng chế tác nó là khoảng cách giữa tâm và đối tượng thiền tập. Vấn đề chính yếu của năm chướng ngại là một vấn đề về mối quan hệ giữa tâm và đối tượng thiền tập. Thiền sinh thiện xảo khi theo dõi hơi thở cũng chú ý đến cách họ theo dõi như thế nào. Nếu bạn thấy có sự kỳ vọng giữa bạn và hơi thở, như vậy là bạn đang theo dõi hơi thở với dục vọng, một phần của chướng ngại thứ nhất.
nếu bạn để ý thấy có sự chấn áp giữa chủ thể và đối tượng. Như vậy là bạn đang theo dõi hơi thở với chướng ngại thứ hai là sân hận. Hoặc nếu bạn nhận ra có sự sợ hãi giữa khoảng cách đó, có thể là nỗi lo âu về việc đánh mất tỉnh giác về hơi thở. Như vậy là bạn hành thiền với nhiều chướng ngại kết hợp lại. Có lúc bạn có vẻ như đã thành công, có thể giữ vững hơi thở chánh niệm trong nhiều phút, nhưng bạn thấy bạn bị ngăn chặn không thể tiến sâu hơn. Như vậy, bạn đã theo dõi sai đối tượng. Nhiệm vụ chính của bạn trong lúc hành thiền là để ý đến những chướng ngại đó và tìm cách loại bỏ chúng. Bằng cách đó, bạn đạt đến mỗi giai đoạn kế tiếp nhau trong hành thiền hơn là cố gắng đoạt được phần thưởng của mỗi giai đoạn đó bằng hành động của ý chí. Trong mỗi giai đoạn hành thiền, bạn không thể bị lạc hướng khi bạn để tâm bình an và lòng từ ái giữa bạn và bất cứ đối tượng nào bạn đang theo dõi. Khi một tưởng tượng về tình dục khởi lên, hãy tỏ ra bình an trong lúc đó, và cơn mơ mộng chẳng bao lâu sẽ bị dập tắt vì hết năng lượng. Hãy làm hòa với cơn ể oải giật giờ, nhưng đừng gây chiến với nó. Hãy để tâm từ ái giữa bạn là người quan sát và cơ thể đau nhức của bạn, và đồng ý ngưng chiến trong cuộc chiến đấu giữa bạn và cái tâm lăng xăng của bạn. Hãy ngưng chế ngự và hãy bắt đầu buông xả. Cũng giống như một cái nhà được xây bằng hàng ngàn viên gạch xếp lên nhau từng viên một. Cũng vậy, ngôi nhà an bình, nghĩa là cảnh giới định, cũng được xây dựng bằng từng phút giây an lạc nối tiếp nhau. Khi bạn đặt sự bình an, dịu dàng và từ ái giữa những phút giây tiếp nối nhau, thì không còn cần những mơ mộng về tình dục nữa. Cơn đau sẽ nhạt dần, giật giờ ể oải sẽ chuyển thành tươi tỉnh, bất an không còn chỗ đứng, và cảnh giới định sẽ tự nhiên xuất hiện. Tóm lại, nên để ý rằng năm chướng ngại xảy ra trong khoảng cách giữa người quan sát và đối tượng được quan sát. Vì thế, hãy đặt sự an bình và lòng từ bi trong khoảng cách đó. Không chỉ tỉnh giác thôi, nhưng phải phát triển cái mà tôi gọi là tỉnh giác vô điều kiện. Đó là tâm tỉnh giác mà không bao giờ kiểm soát hay can thiệp vào bất cứ cái gì nó biết. Như vậy, tất cả chướng ngại sẽ bị hao mòn dần và chẳng bao lâu sẽ tan biến. Ví dụ con rắn. Nhiều thiền sinh than phiền về một chướng ngại quen thuộc, một vấn đề đã cản trở họ rất nhiều lần. Những chướng ngại cứ lặp đi lặp lại ấy có thể vượt qua bằng cách dùng một phương pháp rút ra từ ví dụ con rắn sau đây. Trong những năm đầu tiên tôi làm một tu sĩ trong rừng ở Thái Lan, tôi thường trở về cốc của mình với đôi chân trần vào lúc đêm khuya, bởi vì lúc đó không có dép để mang, và tôi đã dùng ánh sáng của các vì sao để dẫn đường, bởi vì cũng không có pin cho cây đèn pin của tôi. Mặc dù những con đường mòn trong rừng hoang cũng là lối đi của rất nhiều rắn rết, tôi chưa bao giờ bị rắn cắn. Tôi biết chúng sinh sống rất nhiều ở đó và chúng rất nguy hiểm. Vì vậy, tôi bước đi rất thận trọng, mắt vẫn canh chừng chúng nó. Nếu tôi thấy một dãy đen đáng ngờ trên lối đi, dù đó có thể chỉ là một cành cây, tôi sẽ nhảy qua nó hoặc chọn một con đường khác. Vì vậy, tôi đã thành công trong việc tránh được nguy hiểm. Cũng vậy, trên bước đường hành thiền, có rất nhiều chướng ngại nguy hiểm đang chờ để chụp lấy bạn và làm tê liệt sự tiến bộ của bạn. Nếu bạn chỉ cần nhớ rằng chúng đang rình mò bạn và chúng rất nguy hiểm, thì bạn sẽ canh chừng chúng và sẽ không bao giờ bị chúng bắt. Chướng ngại quen thuộc cũng giống như loại rắn đông đúc nhất, loại rắn đã cắn được bạn nhiều lần. Vì vậy, vào lúc bắt đầu buổi thiền tập, bạn hãy nhắc nhở mình về cái chướng ngại quen thuộc đó. Hãy cảnh giác bạn về sự nguy hiểm của nó, rồi bạn sẽ canh chừng nó. Trong khoảng cách giữa tâm nhận biết và đối tượng thiền tập trong suốt buổi ngồi thiền, dùng phương pháp này hiếm khi bạn bị chướng ngại nắm được.
chiến thuật voi dữ Nalagiri. Một số thiền sinh nói rằng họ đã từng trải nghiệm tất cả năm chướng ngại cùng một lần với sức mạnh lớn lao. Vào lúc đó, họ nghĩ họ có thể phát khùng lên. Để giúp những thiền sinh bị các chướng ngại tấn công rất mãnh liệt và nghiêm trọng ấy, tôi dạy chiến thuật voi dữ Nalagiri dựa trên một câu chuyện nổi tiếng trong cuộc đời Đức Phật. Những kẻ thù ghét Đức Phật, âm mưu giết Ngài bằng cách xua một con voi đực đã bị cho uống rượu say tên là Nalagiri chạy trên con đường hẹp mà Đức Phật đang đi khất thực. Những người thấy con voi điên hùng hục xông đến liền la lên lời cảnh báo cho Đức Phật và cho chư tăng đi theo Ngài hãy mau chóng rời khỏi con đường này. Tất cả chư tăng đều bỏ chạy trừ Đức Phật và vị thị giả trung thành của Đức Phật là tôn giả Ananda. Ananda đã can đảm tiến lên đi trước Đức Phật, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ vị thầy kính yêu. Đức Phật nhẹ nhàng đẩy tôn giả Ananda sang một bên và một mình đối mặt với con voi điên hung hãn. Dĩ nhiên là Đức Phật đã đắc các phép thần thông và tôi tin là Ngài có thể nắm lấy vòi con voi, quay nó lên trên trời 3 vòng và ném nó vào sông Hằng cách đó hàng trăm dặm. Nhưng cách đó không phải là cách cư xử của một vị Phật. Thay vào đó, Ngài đã sử dụng tâm từ bi. Có lẽ Đức Phật đã suy nghĩ đại khái như sau: Nalagiri thân yêu, cánh cửa lòng ta đang mở rộng để đón con, cho dù con có làm gì ta đi nữa. Con có thể dùng vòi để quật ngã ta hay dùng chân để nghiền nát ta, nhưng ta sẽ không thù hận con. Ta vẫn thương yêu con vô điều kiện. Đức Phật nhẹ nhàng đặt sự an bình giữa Ngài và con voi nguy hiểm. Uy lực của tâm từ bi đích thực có sức mạnh không thể chống cự được, đến nỗi chỉ trong giây phút, cơn điên của con voi dữ đã hạ nhiệt và Nalagiri đã ngoan ngoãn quỳ dưới chân đấng từ bi, được Ngài vỗ nhẹ trên cái vòi. Đấy, đấy, Nalagiri, con ngoan lắm. Có những lúc trong thiền tập, nhiều thiền sinh thấy tâm họ phát khùng lên như con voi đực say rượu chạy hùng hục, lanh quanh như muốn nghiền nát mọi vật. Trong trường hợp như vậy, xin hãy nhớ chiến thuật voi dữ Nalagiri. Đừng dùng sức mạnh để khống chế tâm voi dữ của bạn. Thay vào đó, hãy dùng tâm từ bi để nói với chính mình: tâm điên khùng thân yêu của ta, cánh cửa lòng ta đang mở rộng để đón em, cho dù em có làm gì ta chăng nữa. Em có thể hủy diệt ta hay nghiền nát ta, nhưng ta sẽ không sân hận với em. Tâm của ta ơi, dù em có làm gì đi nữa, ta vẫn yêu em. Hãy làm hòa với tâm điên khùng của bạn thay vì chiến đấu chống lại nó. Lòng từ bi đích thực có uy lực mạnh đến nỗi chỉ trong một thời gian ngắn đáng ngạc nhiên, tâm bạn được giải thoát khỏi cơn điên khùng và sẽ ngoan ngoãn đứng trước mặt bạn, trong khi tâm tỉnh thức của bạn dịu dàng vỗ về nó. Đấy, đấy, tâm ngoan lắm. Khi những chướng ngại bị loại trừ, câu hỏi thường đặt ra là những chướng ngại đã bị loại trừ sẽ kéo dài bao lâu? Khi bạn đã vượt qua được những chướng ngại đó, có phải như thế là vĩnh viễn hay chỉ trong lúc hành thiền của bạn mà thôi? Trước tiên, bạn vượt qua chúng tạm thời mà thôi. Khi bạn xuất định, bạn sẽ nhận thấy rằng những chướng ngại ấy đã biến mất trong một thời gian dài. Tâm bạn rất sắc bén, rất tĩnh lặng. Bạn có thể giữ sự chú tâm vào một đối tượng rất lâu và bạn không hề có chút sân hận nào. Bạn không thể nào giận ai dù người đó có đánh vào đầu bạn. Bạn không còn quan tâm đến những lạc thú về giác quan như tình dục. Đây là kết quả của một buổi hành thiền tốt đẹp. Nhưng sau một lúc, tùy vào mức độ thâm sâu và thời gian dài ngắn của buổi hành thiền đó, những chướng ngại ấy sẽ trở lại. Cũng giống như chúng đang ở trên võ đài và mới bị hạ đo ván, chúng bị ngất xỉu trong một lúc. Cuối cùng, chúng đứng dậy lại và bắt đầu chơi trò âm mưu phá bạn. Nhưng ít nhất bạn cũng đã biết cảm nhận như thế nào khi vượt qua những chướng ngại ấy.
bạn càng trở lại với giai đoạn thiền định thâm sâu nhiều lần, thì bạn càng loại trừ được những chướng ngại ấy nhiều lần, và chúng càng trở nên suy yếu dần. Rồi sau đó, tuệ giác sẽ giúp bạn vượt qua những chướng ngại ấy một lần là xong. Đây là con đường thực hành lâu đời của Phật giáo. Bạn loại trừ những chướng ngại bằng thực hành thiền định để có cơ hội đạt được trí tuệ. Rồi trí tuệ sẽ nhìn xuyên suốt các chướng ngại đã bị suy yếu ấy và sẽ đoạn trừ chúng. Khi bạn đã hoàn toàn đoạn trừ các chướng ngại là bạn đã giác ngộ. Và nếu bạn đã giác ngộ thì không còn khó khăn gì khi nhập định vì các chướng ngại không còn nữa. Chướng ngại giữa bạn và cảnh giới định đã hoàn toàn bị đoạn trừ.